Chào đón các em đã đến với bài học tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Qua bài học này, các em sẽ biết cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu bài toán 1. Tổng của hai số là 96, tỉ số của hai số đó là 3/5, tìm hai số đó. Vậy thì nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, thì số lớn được biểu thị bằng 5 phần như thế, vì tỉ số của hai số này là 3/5. Cho nên để giải được bài toán này, chúng ta có sơ đồ sau. Số bé là một đoạn thẳng được chia thành 3 phần bằng nhau, và số lớn là một đoạn thẳng được chia bằng 5 phần như thế. Đây, chúng ta thấy là số bé thì bằng 3/5 số lớn và tổng của hai số này bằng 96. Chúng ta cần tìm số bé và tìm số lớn. Vậy thì dựa vào sơ đồ thì ta biết tổng số phần bằng nhau sẽ là 3 cộng 5. Tất cả là bằng 8 phần. Và ta sẽ tìm giá trị của một phần. Lấy 96 chia 8 bằng 12. Số bé là 3 phần như thế, cho nên chúng ta sẽ tìm số bé là lấy 12 nhân 3 bằng 36. Đã biết số bé là 36, các bạn có thể tìm được số lớn. Số lớn chúng ta cũng lấy giá trị một phần là 12, nhân với số phần là 5 phần thì tìm ra được kết quả là 60. Vậy thì đáp số của chúng ta là số bé 36, số lớn là 60. Các bạn chú ý này, các bạn có thể tìm số lớn bằng cách khác, đó là lấy tổng của hai số là 96 trừ đi số bé vừa tìm được là 36 thì cũng tìm ra được kết quả là bằng 60. Thực hiện xong, chúng ta tìm hiểu tiếp bài toán 2. Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở? Dựa vào những gì bài toán cho chúng ta biết và yêu cầu chúng ta tìm, các bạn cũng có thể có sơ đồ sau. Minh là một đoạn thẳng được ký hiệu là 2 phần bằng nhau này. Khôi là một đoạn thẳng chia thành 3 phần bằng nhau như thế. Cả hai bạn có 25 quyển và chúng ta sẽ đi tìm quyển vở của mỗi bạn. Theo sơ đồ tóm tắt này thì chúng ta thấy tổng số phần bằng nhau là Minh 2 phần, Khôi 3 phần thì lấy 2 cộng 3 bằng 5 phần. Giá trị của một phần là lấy 25 quyển chia cho 5 phần là 25 chia 5. Tìm ra được giá trị một phần là 5. Sau đó chúng ta có thể tìm số vở của Minh bằng cách lấy 5 nhân 2 vì bạn Minh có 2 phần. Tìm ra được đáp số là 10 quyển. Số vở của Khôi là lấy 5 nhân 3 bằng 15 quyển. Hoặc chúng ta sẽ lấy tổng số quyển là 25 trừ đi số vở của Minh là 10 cũng tìm ra được kết quả bằng 15 quyển. Vậy chúng ta có đáp số Minh 10 quyển vở, Khôi 15 quyển vở. Các bạn cũng có thể giải bài toán 2 theo cách khác như sau. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là 2 cộng 3 bằng 5 phần. Số vở của Minh là chúng ta sẽ lấy 25 chia 5 nhân 2 thì tìm ra được kết quả bằng 10 quyển. Và biết số vở của Minh, các bạn cũng có thể tìm số vở của Khôi là lấy 25 trừ 10 bằng 15 quyển. Và chúng ta cũng có đáp số giống như cách giải thứ nhất. Và ở cách giải thứ hai này, chúng ta đã gộp chung bước thứ hai và bước thứ ba ở cách giải thứ nhất thành một bước thôi. Cho nên bài toán sẽ được giải nhanh hơn, ngắn gọn hơn. Vậy, qua hai bài toán chúng ta vừa được tìm hiểu, muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, ta làm như sau. Bước 1 là ta sẽ vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Bước 2, tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 3, tìm giá trị một phần. Bước 4, tìm số bé. Bước 5, tìm số lớn. Hoặc
là bước 4 và bước 5 có thể thay đổi vị trí cho nhau. Chúng ta có thể tìm số lớn trước, sau đó chúng ta tìm số bé. Các bạn hãy ghi nhớ cách giải dạng toán này để khắc sâu hơn kiến thức chúng ta vừa được tìm hiểu. Mời các bạn cùng cô làm những bài tập. Bài 1, tổng của hai số là 333, tỷ số của hai số đó là 2/7, tìm hai số đó. Vậy thì chúng ta giải bài toán này như sau, ta có sơ đồ. Số bé là 2 phần, số lớn 7 phần. Vậy thì tổng số phần bằng nhau là lấy 2 cộng 7 bằng 9 phần. Giá trị 1 phần là lấy tổng của hai số là 333 chia cho 9, tìm ra được kết quả bằng 37. Lúc này chúng ta tìm được số bé là lấy 37 nhân 2 bằng 74, số lớn là 333 trừ 74 bằng 259. Vậy ta có đáp số số bé 74, số lớn 259. Tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ làm được bài 2. Hãy đọc kỹ đề bài và giải bài toán, sau đó so sánh với kết quả bài làm của cô ở đây. Thực hiện xong, chúng ta tìm hiểu tiếp bài 3. Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số, tỷ số của hai số đó là 4/5, tìm hai số đó. Vậy thì để giải được bài toán này, các bạn phải trả lời được là số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy tổng hai số là 99. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện vẽ sơ đồ và giải bài toán như chúng ta đã học. Làm bài xong, các bạn hãy mở IC Book ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những kiến thức trong bài học ngày hôm nay. Hãy mở IC Book, gọi bài tập toán 4 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. Phần A. 1. Viết số hoặc tỷ số tích hợp vào chỗ chấm A. Để làm bài, các em hãy nhấn chuột vào nút học sinh làm bài. Đây là sơ đồ gồm có số bé và số lớn. Vậy thì tổng của hai số bằng 35 là số được ký hiệu ở đây. Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau, số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau. Tỷ số của số bé và số lớn sẽ là 3/4, và tổng số phần bằng nhau là có tất cả 7 phần. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình, rồi tiếp tục thực hiện phần B như cô vừa hướng dẫn. Rồi quay trở lại để làm tiếp bài 2. 2. Tổng của hai số là 45, tỷ số của hai số đó là 2/3, tìm hai số đó. Để làm bài, các em hãy nhấn chuột vào nút học sinh làm bài. Chúng ta đã có sơ đồ, và từ sơ đồ này chúng ta thấy này, số bé thì được chia thành 2 phần, số lớn được chia thành 3 phần. Như vậy, chúng ta có thể tính được tổng số phần bằng nhau là tất cả là 5 phần. Rồi dựa vào tổng số đã cho là 45, các bạn có thể tìm được số bé và số lớn. Thực hiện giải bài toán như chúng ta đã học và cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình, rồi tiếp tục làm bài 3. 3. Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/5 số gạo tẻ. Hỏi, cửa hàng đó đã bán bao nhiêu kg gạo mỗi loại? Vì chúng ta biết số gạo nếp bằng 2/5 số gạo tẻ, cho nên chúng ta có thể tính được số gạo mỗi loại là bao nhiêu, có đúng không? Dựa vào cách tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đã được học, các em hãy nhấn chuột vào nút học sinh làm bài và giải bài toán. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình, thực hiện chưa đúng, các em có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt những bài tập này. Như vậy là chúng ta lại được tìm hiểu thêm những kiến thức toán học bổ ích nữa rồi. Các em nhớ luyện tập thực hành nhiều hơn trên IC Book để học tập tốt hơn. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học lần sau.